Hello mọi người, bây giờ Hồ Lệ Thu đang ngồi trong một nhà hàng rất là đẹp trên dòng sông Venice, dòng sông Sen, Blue River, và ăn một cái món đặc sản đặc biệt của Hungary. Nhưng mà món này như thế nào thì chắc phải nhờ một người bạn, một người em, một người sống tại Budapest và cũng đã từng là một hướng dẫn viên du lịch cho tất cả các đoàn trên thế giới đến đây để giới thiệu cái món này cho mọi người biết ha. Đây là Sơn, một người em trai rất là dễ thương và phải nói rất là đẹp trai và giỏi ở Budapest này. Sẽ bây giờ Sơn ơi, cái món này gọi món gì Sơn? Xin chào cả nhà, xin chào chị Thu. Thì ở Hungary á, ai mà tới đây mà không tới cái nhà hàng này là coi như chưa tới Hungary, chưa nếm được cái đặc sản của Hungary. Đặc sản Hungary có món gì? Một là súp guiash, là súp thịt bò, hai là súp cá. Đó, và cái món súp cá đó đi với dịch kèm của cái này người ta gọi là mỡ kim giòn cá, nhưng mà nó là mỡ vậy thôi, nhưng mà thực chất nó là cái miếng cá được lọc ra từ con cá chép cũng bồn, xong chấm với cái nước sốt. Cái sốt này mới là cái bí truyền của cái nhà hàng này. Ăn nó giòn tan trong miệng mà nó không có bị ngấy. Cái này là khai vị. Và sau đó là cái tới món súp cá đặc biệt của nhà hàng. Và súp cá nhà hàng này thì không, nó nấu tại đây. Nó nấu cách đây là 250 km, nằm một cái thủ phủ của một cái nơi mà sản xuất ra cái súp này. Và chủ nhà hàng đó nó có 8 nhà hàng quanh nước khung, và nó chỉ nấu ở đó và nó đưa đi khắp nơi chung cái chủ nhà hàng mà nó cho nó cứ ra đầu hết. Quá đặc biệt. Cho nên cái ông chủ mà đã sáng chế và đã cho ra cái món này ra cho chủ nhà này. Đúng rồi. Ông chủ nhà này. Ông không tin tưởng bất cứ một cái chuyện đồ bếp nào hết, mà trên ông vẫn là nêm nếm và ông đưa đi từ sáng sớm đưa đi tất cả các nhà. Wow. Ông là một cái món ngon đặc biệt của một địa phương nào đó, chỗ nào đó, một cái đất nước nào đó, là tất cả là tất cả là những tinh hoa văn hóa và tâm huyết. Cái mà Sơn cảm rất là trân trọng chị Thu á, chỗ là các ca sĩ khác đi tới một cái vùng đất mới họ cứ lo đi shopping à. Nhưng mà chị Thu, chị lại thích cái trải nghiệm hơn. Cái trải nghiệm là cái mà nó thuộc cả đời của mình. Và cái áo, cái thứ khác luôn. Thật ra đó, quý vị có biết đó là trong cuộc đời mình có biết và cuộc sống văn hóa các nền khác đúng không? Tại vì mỗi một cái nền văn hóa thì sau bao nhiêu nghìn năm cha ông người ta mới kết tinh ra được một cái văn hóa tốt đẹp nhất. Mình tự nhiên từ đâu đâu mình sao mình hưởng cái thành tựu bao nhiêu nghìn năm người ta, tại sao mình hưởng? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ cái món này là khai vị thôi đó. Món này là khai vị thôi. Sau khai vị này nó sẽ có cái món súp cá đặc biệt. Cái súp cá đó nó được nấu như này thì biết không? Đó là trước tiên nó cũng giống như các người Việt Nam, tất cả đầu và xương nó nấu nát, sau đó là nó xay nữa. Rồi nó lọc hết cái xương ra để nó lấy cái nước cốt này. Rồi sau đó dùng nước cốt đấy để nó nấu hết cái thịt cá. Cái này chị nghe nó hơi giống giống cái món Budapest của Pháp. Đúng là nó hơi giống. Vậy là không phải thử. Phải thử mọi người ơi, để mình coi cái Budapest cho cái món súp cá của Hungary nó có cái nào giống nhau, có cái nào khác nhau. Wow, hấp dẫn này nha. Nhau ở chỗ là Hungary người ta không dùng được vân chẳng trong cái món đó. Nhưng họ lại dùng rất là nhiều ớt, mà ớt nó là một trong những cái ẩm thực đặc biệt của người Hung, mà họ thực sự làm đó là ớt. Ừ, vậy hả? Ớt không cay. Ớt cay hả? Ớt không cay nhưng mà nó có mùi rất là thơm. Vậy hả? Người Việt Nam mình ăn thích ớt, chẳng hạn như thấy gì ớt này là quá rồi. Cho nên là món này là một hồi tôi có lộn khoản rồi nha. Thôi bây giờ hai chị em mình ăn đi. Rồi xong rồi mình chờ cái súp ra là mình sẽ giới thiệu tiếp tục cho mọi người ăn. Bạn hôm nay rất là vui. Toàn chúng tôi sang đây cùng với bà con tại Hungary được Sơn mời đi ăn món súp cá đặc biệt của Hung, và ngồi trên cái view trước này mình sẽ thấy là cảnh hoa
sông Neva, sông này là gọi là sông Danube, và sông Danube là rất là ngon. Bên đối diện tôi là ca sĩ Hồ Lệ Thu. Mời Hồ Lệ Thu phát biểu xem là buổi hôm nay như thế nào. À, thì nãy mà Hồ Lệ Thu và Sơn đã giới thiệu hai vị. Đó, hai vị ăn rồi xong rồi bây giờ cái món chính ra là món chính này là phải không anh ơi, nó không còn gì để mà nói về cảm tưởng nữa. Món này mà đấy nghe nó kiểu giống như cái bia bê của mặt xây pháp ra dòng thiệt mà mỗi cái mặt khác nhau nhau. Nên bây giờ thì đây là món đặc trưng của Bolivia. Mời quý vị, nó thơm và ngon hay, nhưng mà không có mùi thơm tanh. Cái món này là cái món rất là đặc biệt, người ta gọi là món sủi cá Sài Gòn, là một thành phố Sài Gòn, thành phố là thành phố là chuyên về trồng ớt, và cách Budapest tầm 200 cây, ớt rất là nhiều, ớt và mật cây. Thì cái quan trọng nhất là cái nhà hàng này nó nằm trong những chuỗi nhà hàng rất là nổi tiếng ở Hung, một ông chủ ở Sài Gòn, và ông đó ông không có tin tưởng bất cứ đầu bếp nào mà ông phải nấu từ thành phố cách đây 200 cây, và ông đưa nhân viên đi chúng nhà hàng đó. Và đây là cái mà nhà hàng cái súp này được nấu cách đây 200 cây. Mang lên đây cho chúng ta. Và cái súp này được nấu như này, cũng là xương cá và đầu cá người ta nấu như sau đó người ta xay, người ta lọc lấy nước. Giống canh cá Việt Nam như mình cũng nấu vậy đúng không anh? Xong sau đấy. Không nấu được. Xong sau đấy là người ta lấy thịt. Nấu cá này, nhưng mà tất nhiên là cái bí quyết nào đó của mình ăn cũng thấy tăng, nó rất là ngon. Cái ớt nhiều, ớt nhiều đó, nó làm cái luôn chuyện ăn cái cạnh, chuyện cái cạnh, và cái súp cá này có thể nấu bằng cá chép. Cá chép, cá chép Việt Nam là mình có đúng rồi, cái chép Việt Nam. Hay là lần này em về Việt Nam mà em bay ra Hà Nội anh nấu. Và sau đó là chúng tôi sẽ quay live stream trực tiếp để mời quý vị thưởng thức xem có giống như là cá ở bên Hương hay không. Và bây giờ thì mời tất cả chúng ta sẽ cùng thưởng thức món này. Bây giờ không có thể nào chịu nổi nữa rồi. Bây giờ phải với phải ăn với lại cái ức xanh này cũng cay lắm, nhưng mà nó lại mang cái hương vị đặc biệt cho cái sức cá này. Và vừa được ăn này, vừa được nói này, vừa được gói mang về, gói mang về, vừa được quà của bạn Sơn tặng này, vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về, còn này là một thứ rồi. Mời quý vị, mời quý vị. Mỗi lần đi đâu chơi thì mới nhớ mua quà cho bà nè, học tập chú Thắng nè. Má cũng mua quà rồi, quà mua đồ cao ở nhà. Thôi, nói chú là quà, nhiều khi nó không phải là ở cái giá trị ở thế về mặt tinh thần đúng không? Rất là hạnh gì, chồng mình đi đâu diễn cũng mua về cho mình. Vừa Thắng ở trên đây, vừa Thanh Thắng ở trên đây. Anh là anh sợ vợ nhớ hả?